Xin chào mọi người và anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Mình là Duy Phạm. Và như anh em thể thấy là trên bạn mình đây là chiếc MSI Bravo 15, một chiếc laptop gaming có sự kết hợp rất đặc biệt giữa CPU và card đồ họa của đội đỏ, hay chúng ta biết đến tên là AMD. Thì anh em thể thấy trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều những mẫu laptop gaming khác nhau sử dụng CPU của AMD và card đồ họa Nvidia. Vậy nên chiếc MSI Bravo 15 này sử dụng card đồ họa của AMD, liệu là hiệu năng của cái card đồ họa này ra sao, và tổng thể những yếu tố khác như là về thiết kế, về tản nhiệt và hiệu suất của chiếc máy này có làm anh em băn khoăn hay là có làm anh em tò mò hay không, thì hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc MSI Bravo 15 này trong video ngày hôm nay nhé. Và tất nhiên rồi, anh em có thể tham khảo những mẫu MSI Bravo 15 này tại cửa hàng Laptop AZ. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì anh em và mình hãy cùng đi tìm hiểu về chiếc MSI Bravo 15 này nhé. Và chiếc MSI Bravo 15 này thì như anh em có thể thấy đấy, ở trên YouTube có rất nhiều các kênh review rồi, thậm chí là từ 2 đến 3 tháng trước. Thì bây giờ bên tay mình đây mới có chiếc MSI Bravo 15 và mình quyết định dành ra một tuần để trải nghiệm chiếc máy này. Thì điểm đầu tiên mà mình ấn tượng là trong tầm tiền này để tìm ra một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ như chiếc máy này thì gần như là rất ít. Chiếc máy MSI Bravo 15 này gần như rất giống với chiếc MSI GF63 với cân nặng là 1,9 kg và độ dày mình nghĩ là cũng chỉ gần là 2 cm thôi. Vì vậy có thể nói là trong tầm tiền này, chiếc MSI Bravo 15 có tính di động rất tốt, phù hợp với anh em nào có sự nhu cầu về di chuyển nhiều, mang đi lên trường, học tập hay là đến cơ quan công sở mà phải đi bộ nhiều chẳng hạn. Tất nhiên rồi, chiếc MSI Bravo 15 này cũng thừa hưởng những cái thiết kế rất là nổi bật và đặc trưng của những chiếc laptop của MSI. Đằng sau mặt lưng chúng ta sẽ có logo màu, đây là logo gì ta? Đây là một cái logo rất là lạ và có lẽ anh em cũng lạ như mình đúng không? Đây là logo hình phượng hoàng lửa với đôi mắt phát sáng rực. Và cũng là cái logo tạo ra cái sự khác biệt của dòng MSI Bravo này. Khác biệt hoàn toàn so với dòng MSI GF bình thường chúng ta thấy là cái logo này sẽ biểu trưng cho dòng sản phẩm mà sử dụng CPU và các đồ họa AMD của MSI. Và những cái yếu tố khác về mặt thiết kế thì gần như mình thấy là rất tương đồng với những chiếc laptop gaming MSI hiện tại. Mặt lưng với dạng họa tiết phay xước nhìn rất là thoải mái, nhìn rất là đẹp và nhìn cũng có cái phần rất là tinh tế, rất là thanh lịch. Cùng với đó là về phần tổng quan máy thì được phát rất là nhẹ nhàng, tình cảm, tạo ra cái cảm giác rất là hài hòa trong thiết kế. Nó có một cái chút gì đó gaming nhưng mà lại có một chút gì đó thanh lịch và không quá nổi bật trong cái tầm gì nhỉ, trong một cái môi trường làm việc học tập khác nhau. Và bên trong của chiếc MSI Bravo 15 này có rất nhiều điểm mà mình rất ưng. Đầu tiên là về màn hình của máy thì hai bên cạnh này được làm mỏng, nhìn có cái cảm giác sử dụng rất là ok. Mặt viền trên sẽ hơi dày một chút nhưng nó sẽ là nơi đặt webcam và micro thoại. Phần viền dưới sẽ là nơi đặt logo MSI được in chìm, không có được trắng gương hay trắng bạc gì để tạo nổi bật cả. Ở phần chiếu nghỉ tay thì cũng là họa tiết hình phay xước dọc. Nói chung là về tổng quan chiếc máy này, mình thấy đây là một chiếc máy có thiết kế rất là hài hòa, vừa tinh tế vừa lịch thiệp. Nghe thì có phần hơi bị tâng bốc chiếc máy này quá, nhưng mình là một cá nhân cảm thấy rất thích cái thiết kế của chiếc MSI Bravo 15 này. Ngoài ra thì trong cái tầm tiền này thì điểm mà chúng ta cần phải quan tâm nhất là chất lượng hoàn thiện máy. Chiếc MSI GF63 có chất lượng hoàn thiện có thể nói là làm tròn vai trong tầm tiền. Thì chiếc MSI Bravo này thậm chí có thể gọi là tròn vai rất tốt trong tầm tiền. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ có là mặt lưng kim loại. Ở mặt chiếu nghỉ tay chúng ta sẽ có mặt lưng kim loại và được phủ cái lớp gọi là lớp mịn mịn. Thế nên là mình sờ lên thì rất là thoải mái, nhìn không có cảm giác bị rẻ tiền nhưng mà rất là dễ để lại mồ hôi vân tay. Ngoài ra thì về những yếu tố khác nữa như là về phần bản lề, như anh em có thể thấy đấy là MSI GF63 bị cái vấn đề bản lề rất là nhiều. Tại vì là cái bắt hai bên này, cái kiểu bản lề bắt hai bên này nó không có tạo ra cảm giác quá chắc chắn. Và chiếc MSI Bravo này theo mình thấy là cũng không có quá nhiều cải thiện so với cả GF63. Nhưng mà mình nghĩ là nếu anh em có một cái thói quen sử dụng tốt, sử dụng giữ gìn máy là bằng cách là mở máy từ chính giữa màn hình để không gây áp lực ra hai phần bản lề này thì chắc chắn là bản lề này sẽ sử dụng ok thôi. Miễn là sao là anh em đừng cầm góc máy anh em gấp thế này đấy nhá. Lưu ý cho mình cái cách sử dụng trên máy này. Ok, đó là về cái phần hoàn thiện của máy. Có một điểm mà từ nãy giờ mà mình quên không nói là về thông máy, cũng là một điểm mà chúng ta cần phải quan tâm.
Ở bên trái máy sẽ là nơi đặt khe gió tản nhiệt, cùng với đó là vài cổng kết nối. Tại sao các hãng như là MSI này họ lại không đặt cổng, xin lỗi bạn, là tản nhiệt lên sang bên phải, thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình mà mình đặt chuột, mình chơi game. Và cũng chính vì thế là những cổng kết nối thiết yếu trên chiếc MSI Bravo này được đặt sang phía bên phải máy. Và về phía cổng kết nối của MSI Bravo 15 thì bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng nguồn và một cổng HDMI để anh em xuất hình nhé. Cùng với đó là bên cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ có hầu hết những cái cổng kết nối cơ bản. Đầu tiên là cổng khóa Kensington, một cổng mạng RJ45, hai cổng USB-C, cùng với đó là hai cổng USB-A 3.1, cùng với đó là jack combo tai nghe 3.5 được mạ đồng, xin lỗi bạn là mạ vàng luôn. Mình không hiểu sao hãng lại trang bị tới hai cổng USB-C, hoàn toàn có thể thêm một cổng USB-A ở đây nữa để tiện dụng cho quá trình sử dụng hơn. Mình thấy hai cổng này là vẫn hơi thiếu. Và đó tất cả những gì về cổng kết nối trên chiếc MSI Bravo 15. Những yếu tố khác như là về màn hình, về bàn phím và touchpad thì mình thấy là cái sự thay đổi trên chiếc máy này là không quá lớn nếu mà so với MSI GF63. Màn hình của chiếc máy này theo mình thấy vẫn phổ màu ở mức khá, cùng độ sáng ở mức trung bình. Nói chung trong tầm tiền này chúng ta cũng không có đòi hỏi gì hơn được. Nhưng mà mình hơi thất vọng một chút là tại vì sử dụng CPU và card đồ họa của AMD thì chúng ta nên trang bị thêm màn hình 120Hz nữa hoặc 144 chẳng hạn. Màn hình trên chiếc máy này chỉ là 60Hz thôi, Full HD, IPS, phổ màu ở mức như mình nói rồi, mức khá, đủ để anh em chơi game, anh em học tập. Còn nếu anh em edit ảnh, chỉnh sửa thì chắc chắn sẽ phải cần một màn hình có chất lượng hiển thị cao hơn nữa. Còn nếu chung là để dùng cơ bản thì rất là ok rồi. Về bàn phím và touchpad thì gần như mình đã hy vọng là MSI GF63 đã làm không tốt thì trên Bravo sẽ được cải thiện. Thì câu trả lời của MSI cho mình là không. Bàn phím ở trên chiếc máy này vẫn khá là nông, hành trình phím không được quá sâu. Phản hồi phím thì theo mình rất là ok, cùng với kích thước phím nói chung là hợp lý. Nhưng mà cái hành trình phím nó khiến mình cảm thấy bấm trong thời gian dài không được phê cho lắm. Mình không có đánh giá quá cao về bàn phím chiếc máy này. Bù lại chúng ta sẽ có một LED đỏ và nhìn rất là mịn, nhìn rất là soft và nhìn rất là hiện đại luôn. Mình đánh giá cao LED phím của MSI. Và touchpad là một điểm mà trước đây MSI GF63 bị chê rất nhiều, thì chiếc máy này cũng có một cái trải nghiệm gần như là tương tự. Khi mà về phần touchpad thì bề mặt nhựa mịn, nói chung là di các thứ thì cũng rất là ok. Nhưng hai phím bấm thì khá là lùng bùng và khá là khó chịu và không được chắc chắn cho lắm. Hy vọng là phiên bản năm sau Bravo hay là hãng sẽ đặt tên là từ gì? Alpha, Bravo hay là một cái từ C là nó nữa sẽ cải thiện về chất lượng của touchpad. Ok, vậy thì chúng ta từ nãy giờ nói quá nhiều về phần hình thức rồi. Sự khác biệt giữa MSI Bravo 15 này với MSI GF63 gần như chỉ khác nhau chính là phần logo. Vậy thì cái phần logo này thể hiện cho CPU và các đồ họa của AMD, liệu là combo này có được cái sự hiệu năng cao trong cái tầm tiền này không? Trong tầm tiền này chúng ta có thể sắm được khoảng là i5 và 1650, thường là máy cũ thôi, còn máy new thì rất là ít. Mà nếu nó máy new thì anh em sẽ phải mua sách tay. Thì với chiếc máy này chúng ta sẽ có CPU Ryzen 5 4, thì các bạn là 6 x 12 luồng, không phải 4 x như là Intel đâu nhé. 6 x 12 luồng xung nhịp đến 4.0GHz. Cùng với đó là RX5300M, một card đồ họa tầm giá phổ thông của AMD. Thì mình thấy là combo này trên cái tiến trình sản xuất là 7 nanomet, thì mình hy vọng là cái hiệu năng trên cái mức công suất tỏa nhiệt ra của combo này là tốt. Thì mình đã test qua với những tựa game vừa nặng và vừa nhẹ, thì mình thấy là với những tựa game nặng thì những card đồ họa này chỉ ăn vào tầm 50W và CPU chỉ rất là nặng nhẹ nhàng, chạy vào khoảng 16-20W, thậm chí là CPU còn không muốn chạy tại vì là CPU này rất là mạnh. Cũng chính vì vậy nên là nhiệt độ của máy trong quá trình hoạt động mình thấy là rất ổn, xung nhịp của các đồ họa lẫn CPU giữ rất đều. Nhưng có một câu chuyện như này là mình có tham khảo RX5300M trên mạng thì mình thấy là TDP của card đồ họa này là khoảng 65W. Nhưng mà chiếc máy ở đây mình đã cố gắng thúc ép cho chiếc máy này chạy hết cỡ thì chỉ vào khoảng 50W thôi. Có nghĩa là card đồ họa này hoàn toàn có thể mạnh hơn chiếc máy này. Nhưng mà dẫu sao thì đây là một bài toán an toàn của MSI để giúp cho chiếc máy này cân bằng giữa tính di động và về hiệu năng. Và mình có thử qua về Cooler Boost thì mình là một người không thích cái Cooler Boost này tí nào. Quà thực ra thì kêu ồn lắm, nhưng mà mình thấy là cái hiệu quả của Cooler Boost này là có. Khi mình sử dụng mà mình không Cooler Boost trong thời gian dài thì nó sẽ rơi vào khoảng là 85 độ C. Còn nếu mà bật Cooler Boost lên trong một khoảng thời gian mình sử dụng dài thì cùng lắm là khoảng 80 độ C là tối đa rồi. Thế nên là nếu anh em có muốn chơi game trong thời gian dài thì mình vẫn khuyến cáo anh em sử dụng là cái Cooler Boost này nhá. Mình không biết mình có bật thử không, chắc là bật được.
Yep, đây là Cooler Boost của MSI. Ok, đó là tất cả những gì về phần hiệu năng, về phần tản nhiệt của máy và về phần cấu hình nữa. Nhưng mà nói chung là về cái đúc kết của mình thì cái RX 5300M này mình test ra hiệu năng thì mình thấy là chênh khoảng 5-10% so với cả cặp đồng loại GTX 1650 tùy game và tùy setting nhá, anh em lưu ý cho mình cái này. Và về khả năng nâng cấp chiếc máy này thì sao? Liệu là chiếc MSI GS63 có khả năng nâng cấp tiêu chuẩn như vậy thì chiếc MSI Bravo này có những điểm gì đặc biệt hay không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu về bên trong của chiếc MSI Bravo 15 này nhá. Và đến với cả khả năng nâng cấp của chiếc MSI Bravo 15 thì đằng sau chúng ta thì thấy đấy là cái phần khe gió tản nhiệt được khoét cách điệu hình cái khiên nhìn rất là đẹp. Ok, đến bên trong của chiếc MSI Bravo 15 thì điểm mình làm choáng ngợp đầu tiên là về khả năng nâng cấp của máy. Thay vì là dùng khe 2.5 thì bây giờ chúng ta sẽ có là hai khe M2 NVMe, cùng với đó bên cạnh sẽ là khe cọc Wi-Fi. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai khe RAM nâng cấp nữa thay vì là bị hàn chết một khe RAM. Cùng với đó là về hệ thống tản nhiệt năm nay cũng được cải thiện rất lớn. Là ở phiên bản MSI GS63 năm trước thì sẽ có 3 ống đồng, còn năm nay thì MSI đã cho chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ống đồng để giúp cho tản nhiệt của cả CPU lẫn cả đồ họa, cũng với cả một quạt khá là to, còn lại cái quạt còn lại hơi bé một chút. Nhưng nói chung là hệ thống tản nhiệt năm nay đã được cải thiện rất tốt so với cả phiên bản MSI GS63 rồi. Và ok, đó là tất cả những gì về bên trong của chiếc MSI Bravo 15. Ngoài ra về thỏi pin của máy thì gần như không có tí thông tin nào cả. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì là khoảng 2 đến 3 tiếng sử dụng, cùng lắm là 4 tiếng sử dụng cho cái thỏi pin này. Và mình dự đoán là khoảng 51Wh cho cái thỏi pin như này. Và đó tất cả những gì bên trong chiếc MSI Bravo 15. Và cuối cùng là những yếu tố giải trí như về loa của máy, thì mình thấy là giải mid của chiếc máy này đè hết tất cả những giải treble hay là giải bass. Thế nên là nghe có phần hơi chói, tức là mình đi nghe nhạc chẳng hạn thì cái giọng vocal của nam hay nữ nó cũng hơi chói. Nhưng mà khi mà chơi game thì tiếng súng và tiếng bước chân nghe rất là rõ ràng. Vì vậy nên là mình chơi game trên chiếc máy này hoàn toàn đủ để mình chơi những tựa game bắn súng. Còn nếu anh em nào trai hát thì mình vẫn khuyến cáo là sử dụng tai nghe nhé. Và tổng kết lại về chiếc MSI Bravo 15 này, chúng ta có những gì? Đầu tiên là một chiếc máy có tính di động tốt, mỏng nhẹ, cơ động, mình hoàn toàn đánh giá cao. Ngoài ra về một thiết kế mà thích cho anh em có một cái sự thanh lịch, một sự tối giản, một sự tinh giản. Cùng với đó là những cái yếu tố như là về hiệu năng trên chiếc máy này. Có thể nói là 17-18 triệu mà chúng ta sắm được một chiếc máy có combo cấu hình mạnh như này, thì mình cảm thấy đây là một chiếc máy rất tốt cho anh em nào thích một chiếc máy có hiệu năng cao, cùng với đó là tản nhiệt tốt. Còn những yếu tố khác thì sao? Về chất lượng hoàn thiện của máy thì đây vẫn là một điểm mà chúng ta cần phải cải thiện hơn. Và những yếu tố khác nữa thì có lẽ là từ nãy giờ mình đã nói quá đủ để anh em tham khảo rồi. Và ok, anh em hoàn toàn có thể tham khảo chiếc MSI Bravo 15 này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo về mức giá nhé. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và nếu anh em có cảm nghĩ gì về chiếc MSI Bravo 15 này, hoàn toàn có thể comment ở dưới phần bình luận. Và anh em có đề xuất gì mình so sánh chiếc máy này với chiếc máy nào khác không thì hãy đề xuất mình dưới phần bình luận nhé. Và nếu anh em thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho bọn mình nhé.